hết ơi. Ờ, con nhảy hả? Đó. Ở đây là The Fork nè. Siêu không? Coi đau đi, con thấy không? Ờ, rất là TP10 đó nha. Con chào nha, con đi xuống từ nha. Đợi ra đi chút xíu nha. Rồi đấy. Let's go xuống nè. Rồi đấy. À, con go inside đi, go inside the teepee. Yeah, you go inside there, David. Let's go. Okay, go inside there. Con đi vô trong đi, à, vô trong cái lều á. Đây dòng sông bây giờ nó đông cứng là người ta đi xuống trượt băng đây. Rất là đẹp. Ở The Fork ngay cả của tỉnh Winnipeg. Oh, that's nice, eh? Ah, you like? Water, yeah, people go down there to play. Good, all right. Yeah? Hi, David, how are you? You go inside? Con đi vô trong đâu? Ờ, con vô trong đi.